Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Đây là cặp loa ETC KS912. Hôm nay bên cửa hàng em bắt đầu lên đường phụ em khách hàng đây. Em làm ngay video nữa gửi cho anh khách đến từ Thanh Hóa với cặp loa ETC KS912 mà đã lựa chọn bên em. Cặp loa giá thành chưa đến 10 triệu đồng anh em ạ. Và là sản phẩm chính hãng của ETC luôn. Các bạn anh em mua tại cửa hàng Tùng Audio mới có giá tốt như vậy. Các bác tìm kiếm trên thị trường xem cái cặp loa này, ít nhất anh em phải bỏ ra khoảng độ đâu đó khoảng hơn chục triệu anh em mới mua được. Và tại sao em Tùng lại bán rẻ vậy? Các bác biết rằng là em là một trong đơn vị phân phối thiết bị âm thanh ở miền Bắc. Anh em nào đến Hải Dương các bác biết nhà em. Em hôm nay bắt đầu lên đường phụ anh em khách hàng với những cặp loa, và là một trong số những cặp loa mà bên em đi cho anh em khách hàng Thanh Hóa. Đây là cặp loa ETC KS912. Và ngay bây giờ thì cùng em đập hộp và kiểm tra những bên trong của chất lượng âm thanh tới từ cặp loa ETC KS912 này các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, bên em đã bỏ phần hộp ra rồi, các bác thấy về cặp loa hình thức này rất đẹp mắt ạ. Đây là một trong những cặp loa nhập khẩu nguyên chiếc hàng sản phẩm chính hãng của ETC. Các bác có thể check trực tiếp qua phần thông tin phía dưới thùng hộp đã có rồi nhé. Còn đây là hình thức giao diện thực tế, anh em cùng với em xem hình thức giao diện thiết kế của cặp loa ETC KS912 để xem là với cái cặp loa này liệu có xứng đáng các anh em lựa chọn nâng cấp và giảm máy âm thanh gia đình nhà mình hay không nhá. Đây các bác nhìn này, đây ETC KS912 đẹp không các bác? Rất đẹp mắt đúng không ạ? Đây các bác nhìn về phần thiết kế này. Đấy, lớp sơn này bên ngoài này. Và cái mẫu sản phẩm này ấy, thì là hàng nhập khẩu, hàng chính hãng 100% các nhá. Anh em check thoải mái luôn, không phải là hàng đóng nữa, nên anh em yên tâm. Chúng ta chơi những cặp loa âm thanh của hãng ETC thì các bác cứ yên tâm đi. Bởi vì sao ạ? Đấy, họ làm rất là chỉnh chu. Và thứ hai nữa, đây là một trong những dòng loa rất là khỏe, âm thanh đạt độ ổn định cao, nghe nhạc, hát karaoke gia đình cần có loa. Và chúng ta hãy lựa chọn những cặp loa âm thanh chất tốt một chút để sao khi mà chúng ta kết nối với dàn máy thoát tiếng tốt hơn này, âm thanh nó đạt độ hiệu quả. Đây các bác thấy ETC KS912 xin gửi trực tiếp cho anh em khách hàng Thanh Hóa với cặp loa này. Đấy, em xin phép giấu tên bởi anh cũng yêu cầu là có làm video thì đừng gọi tên anh trên này đúng không ạ. Đây là cặp ETC KS912. Đấy, phần thiết kế phía là sau đây, đường dây rắc lưu trích em cắm ở đây cho em. Đấy, còn những anh em mà đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình những bộ sản phẩm âm thanh chất lượng đến ngay với cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Đấy, với cặp loa này thì em khẳng định là các bác anh em sẽ cảm thấy rất hài lòng khi hàng tới tay. Đấy, nhà em thì bên em xin phép là đập hộp ra kiểm tra trước, bởi vì cũng là hàng từ bên nhà xuất gửi về, thế nên là em cũng mong muốn là nó không có trục trặc gì cả. Bởi vì bên em trước khi gửi hàng đi là phải test hàng rồi, kiểm tra lại hình thức thiết kế sẽ bị bóp méo hay không thì bên em mới dám gửi đi. Và thứ hai nữa là khi bên em đã gửi hàng thì bên em sẽ đóng rất là cẩn thận để hàng đến các anh em chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm. Xin gửi trực tiếp cho anh em khách hàng Thanh Hóa với cặp loa anh em đã lựa chọn bên em ETC KS912. Ngay bây giờ thì cùng anh em cắm điện lên trải nghiệm âm thanh đến từ cặp loa nhập khẩu hàng chính hãng của ETC KS912 cho anh em khách hàng Thanh Hóa nhá. Vâng, thưa các bác anh em, đây cặp loa ETC KS912 em đã lắp ghép trực tiếp lên đây rồi, và em sẽ đánh qua đẩy công suất của ETC luôn các bác nhá. ETC S800 đây, anh em khách ca Thanh Hóa đây, các bác anh em vào đi xem cặp loa của anh em Thanh Hóa đây. ETC KS912 và kết hợp với đẩy công suất, chắc chắn rồi anh em có thể là chơi đẩy công suất khoảng tầm 4-500W, anh em có thể đánh được cặp loa bass 30 này rồi. Đấy, 4-500W nhá. Và cùng anh em nghe và trải nghiệm âm thanh nào. Như vậy là các bác đã được nghe và trải nghiệm âm thanh của cặp loa ETC KS912. Ở đây thì em sử dụng đầy công suất và cũng không qua các thiết bị như là vang hay các thiết bị để kích âm thanh của loa lên, chủ yếu đánh qua đẩy và chơi ra âm thanh trực tiếp qua loa thôi. Các bác đã được nghe âm thanh của cặp loa ETC KS912 rồi, anh em cảm nhận như thế nào với dòng loa này ạ? Còn quan điểm cá nhân của em thì đây là một trong những dòng loa âm thanh rất là sáng tiếng,
có giải bát, giải chép đồng đều. Khi mà chúng ta hát phòng hát gia đình, chúng ta vẫn cần có những cặp loa như vậy. Bởi sao ạ? Âm thanh giải bát đánh ra tiếng nực tốt, giải lời sáng tiếng, thoát tiếng tốt. Khi chúng ta đứng gần như này, chúng ta xem thấy em để âm lượng tổng cũng khoảng độ tầm 40% thôi, nhưng em cảm nhận âm thanh đánh rất là lực tiếng đến từ cặp loa ETC KS912 rồi. Và dòng loa ETC đang có chương trình khuyến mại đặc biệt tại cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Nếu như anh em đang có nhu cầu, chúng ta đang thiếu những cặp loa hàng nhập khẩu nguyên thùng kiện mới tinh 100% này, các bác đến với cửa hàng em, chắc chắn anh em sẽ mua mức giá của các bác em cảm thấy hài lòng. Và đây là cặp loa bên em hôm nay lên đường gửi cho anh em khách hàng Thanh Hóa. Nếu anh em đang có nhu cầu ở những cái tình cảnh khác nhau, chúng ta cần mua và đặt hàng với những cặp loa ETC hoặc là những cái trang thiết bị âm thanh bên cả anh em, thì bên em sẽ sẵn sàng phục vụ anh em với những cái trang thiết bị âm thanh tốt nhất, và đặc biệt với những cặp loa ETC dòng KS912 hôm nay bên em bắt đầu lên đường. Và nếu anh em đang có nhu cầu với những mẫu sản phẩm loa chính hãng với những trang thiết bị âm thanh nhỏ lẻ bên cửa hàng Tùng Audio, bác liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio Hải Dương theo số thoại 0979629336. Và một lần nữa đây, em xin được gửi lời cảm ơn trực tiếp chân thành nhất tới những anh em khách hàng đã và đang đặt hàng với trang thiết bị âm thanh tại cửa hàng em. Hy vọng là sẽ làm hài lòng tất cả anh em khi nhận hàng về. Chúc anh em nhận hàng ưng ý với trang thiết bị âm thanh cửa hàng em nhé. Xin chào các bác.